让泪水也是火焰，如火无散，再把那一份热血柔情相连。踏遍河山，让黑夜从此灿烂，心意都转，只愿那一份纯洁天真不再改变。心在光明之巅，不需要永恒诺言。我见过那样的春天，大地飞花你在面前。Quay trở lại với chương trình Ai là triệu phú, người chơi chính của chúng ta là bạn Lâm Thanh Mỹ đã trả lời đúng được câu hỏi số 14. Hiện nay bạn đang có trong tay 500.000 tiền thưởng trong tay. Nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi số 15, bạn sẽ trở thành người chiến thắng trong chương trình này. Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 15. Trong văn bản tắt đèn, chị dậu đã bán thứ gì? A. Cô con gái, B. Cậu con trai, C. Bán chó, D. Bán mèo. Thanh Mỹ xin chốt đáp án là C. Bán chó. Này Thanh Mỹ, bạn biết gì không? Bạn đã chơi rất cố gắng, nhưng tôi phải nói thật với bạn là bạn đã bị mất 468.000 vì đáp án chính xác đó là A, cô con gái. Thanh Mỹ sẽ ra về với số tiền thưởng là 32.000. Và âm thanh báo hết giờ của chương trình Ai là triệu phú đã vang lên, đồng nghĩa với việc chương trình tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo. Hey!